cửa trái tim mang anh được vào. Dù tình sống đâu chung với chim bao. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 25 tháng 10, Hùng Huyền Đông Anh mới về thêm 3 chiếc đẩy Crown Macrotech rất đẹp. Trước hết, đây là cục đẩy Crown 3600VZ. Xin mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của chiếc đẩy Crown này. Mịn màng, không hề chảy xước hay bong chóc. Chiếc đẩy này được sử dụng hai miếng áp màu vàng rất đẹp, rất đặc trưng. Và chúng được sử dụng 8 tụ Philips, tụ vương miện Philips 3600, 6300. Tụ vương miện, sò vương miện. Hiện nay, chiếc đẩy Crown 3600VZ của Macrotech đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 29.500.000 đồng. Và đây là chiếc đẩy Crown Macrotech 1202. Đây là phiên bản nâng cấp, phiên bản ra sau 1200. Nó được sử dụng 8 tụ. Và chiếc đẩy 1202 này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 19.500.000 đồng. Và chiếc đẩy thứ 3 về trong ngày 25 này là chiếc đẩy Crown 1200. Đẩy Crown 1200 được sử dụng 2 tụ to, 2 tụ vương miện. Tất cả những sò của những con đẩy này đều là những sò vương miện nguyên bản. Cục đẩy rất đẹp, hàng nguyên zin và rất đẹp, đẹp từ mặt máy đến ruột gan. Đẩy Crown Macrotech rất nổi tiếng với chất âm hay, ngọt ngào khi ghép với những dòng loa Mỹ như loa Bose, loa JBL. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua đẩy Crown Macrotech 1200, 2400 và 3600, xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984285477. Hùng Huyền Đông Anh liên tục cập nhật những sản phẩm zin xịn và đẹp. Gõ cửa trái tim nghe sao.